bắt đầu. Qua rồi. Khá tốt. Được rồi. Qua rồi. Tốt rồi. Chúng ta sẽ cùng đến rồi với những cú lật xuất sắc của Mark Renho. Rồi. Rồi. Các vận động viên nước ngoài đã rút kinh nghiệm từ những người thi trước và cẩn thận hơn. Hey. 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 Good job. Hey. Well done. Hey. Hey. Amazing. Last one. Hey. Hey. Good luck. It's okay. Hãy lăn đi, lăn người, lăn người. Được rồi. Marek Hồ đến với thử thách cú nhảy của nhện. Anh hơi vất vả, nhưng đây là một vận động viên đã có kinh nghiệm thi đấu với đội quốc tế. Đây chính là động tác mà các vận động viên nước ngoài thường hay dùng, một chân. Chính xác. Lợi dụng. Hãy xem kỹ thuật của Mark Renho. Sức bật của một chân và chiều dài của chân còn lại làm điểm tì vào bức tường. Thứ hai. Bình tĩnh nào. Được rồi. Cố lên nào. Cố lên. Được rồi. Cố gắng lên. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Good job. Liệu là Malaysia có thêm một đại diện để leo đỉnh video game hay không? Cố gắng lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến cuối cùng của chúng tôi sẽ là một cuộc chiến quốc tế, một cuộc chiến đầy kịch tính và khốc liệt, bởi đã có một đại diện của Malaysia, một đại diện của Mỹ và ba đại diện của Việt Nam cho đến thời điểm này. Như vậy, một lần nữa, đại diện của Malaysia đã vượt qua được những thử thách của vòng 3 để bước vào trận đấu cuối cùng đáng mong đợi nhất của không giới hạn Sasuke Việt Nam. Chúc mừng Mark Renho. Thank you.